Con đem hết lòng thành kính xin nghe Phật lần thứ nhì. Khi tốt nghiệp Phật, một lần nữa chúng con lại được đến chùa Địa Tạng trong ngày giảng hạ cuối chiều 51 phần lịch dựng đến Kim Lan Giang đèn hoa. Tuy hòa thượng có thêm sữa bánh trà, trong thời gian bận chúng con đứng thêm 100 kg gạo, 10 kg nuôi, 5 lớp thứ tư, 1 thùng bánh mì già bông và 2 triệu tiền nước điện thắp sáng trong chùa. Chúng con kính công lý ngài từ bi mẫn nạp cho chúng con được viên thành công. Chúng con đứng trên bả phước báo phát sinh trong lễ nhập hạ này đến chiêu tai thiên trong thế giới xa bà này, nhất là vô trời đế thích tứ lại thiên dương chư dạ xoa cà nát bà long dương chư thiên cai quản trung giới, chư thiên ngự tại chùa Địa Thạch, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ngự tại nhà chúng con cũng như chư thiên ngự tại nhà của toàn thể quý vị. Sau khi chư vị quan vị thọ thánh rồi, xin hãy hộ trì cho Kim Tôn Đức Tăng được thân tâm thường an lạc, tuệ quan thường chiếu, Phật quả sớm viên thành, dẫn dắt chúng sanh hành theo chánh pháp. Hóa hộ bảo tồn đạo pháp của Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni được hưng thịnh làm đại đạt cho chúng hữu tình. Chúng con cùng những tâm thù thắng hồi hướng quả phước báo này đến các bậc ân nhân, nhất là của quyền thân tổ, các bậc thầy tổ, nội ngoại công thân, cùng thân bằng quý thuộc đã phát giảng từ nhiều kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại. Trong đó có ông Diêu Tái Phục mất ngày 19 tháng 11 năm Tân Sửu, bà Cao Thị Hạnh mất ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu, được hay biết mà hưởng cảnh một phần coi như rất là đau đớn
trong trung tâm và đang xin cố tại đây cũng như là để những điều phát triển thì có Phật giáo càng phát triển và càng lớn thì bố thí nhưng quý vị cũng được yêu cầu chúng ta bổ phận là con cháu Đức Phật chúng ta thực hiện như thế nào và được xin sự yêu nhất một cách tình tận cũng như là tự tận một cách chu đáo để chúng ta chứng kiến như em chúng ta xứng đáng là một người con một người cháu của Đức Phật và đó chính là cái hạnh phúc của chúng ta đang tạo cho chúng ta bởi vì cuộc sống của chúng ta cứ lo toan mọi thứ vật chất mà chúng ta lo toan mọi thứ vật chất một ngày rồi tôi lên một ngày tháng tôi lên tháng năm tôi lên tháng năm thì cái lo toan đó chúng ta quên đi cho bản thân mình mà trong đạo Phật ở đây định nghĩa cái lo lắng là cái hạnh phúc của chúng ta có mà chúng ta an toàn chính quyền Sa na mo ta sa ve ga ma ta ara